Lúc này điện thoại reo lên, cô ấy muốn qua nhập để tìm người đến cứu. Bố nói với cô ấy, con phải cẩn thận. Cô ấy cẩn thận quan sát động tĩnh của cá sấu. May mà thành công lấy được điện thoại. Nhưng khi vừa mới gọi được điện thoại, cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên cá sấu đã bắt đầu muốn ăn. Cô ấy nhanh bò về phía bố, nhưng vẫn chậm một bước, bị kéo lại quăng tới quăng lui. Sau khi quăng tới quăng lui, cá sấu cuối cùng cũng thả ra. Mà không chỉ có một con, bố không ngừng gọi tên của cô ấy. Cô ấy nhanh trí chụp đầu cá sấu, cho mày cắn. Nhưng một con khác lại đến chi viện. Cô ấy chỉ có thể chui qua dây điện đi ngang qua cá sấu. Nó không hề sóc điện thoại. May mà cô ấy không bị cuốn lấy, còn dùng tua vít đâm mạnh vào đầu của cá sấu. Lần này đã dọa cô ấy đủ sợ rồi. Cô ấy cẩn thận quan sát. Mặc dù cá sấu không bỏ đi, nhưng nó cũng không ở đó mãi. Cô ấy sợ đến nước mắt chảy không ngừng, lập tức cầm máu cho chân của mình. Lúc này cơn bão càng lúc càng mạnh. Người bố vất vả bò lên, nói với cô ấy hình như cá sấu biến mất rồi. Và rồi lúc này điện thoại reo lên, cô ấy muốn qua nhập để tìm người đến cứu. Bố nói với cô ấy, con phải cẩn thận. Cô ấy cẩn thận quan sát động tĩnh của cá sấu. May mà thành công lấy được điện thoại. Nhưng khi vừa mới gọi được điện thoại, cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên cá sấu đã bắt đầu muốn ăn. Cô ấy nhanh bò về phía bố, nhưng vẫn chậm một bước, bị kéo lại quăng tới quăng lui. Sau khi quăng tới quăng lui, cá sấu cuối cùng cũng thả ra. Mà không chỉ có một con, bố không ngừng gọi tên của cô ấy. Cô ấy nhanh trí chụp đầu cá sấu, cho mày cắn. Nhưng một con khác lại đến chi viện. Cô ấy chỉ có thể chui qua dây điện đi ngang qua cá sấu. Nó không hề sóc điện thoại. May mà cô ấy không bị cuốn lấy, còn dùng tua vít đâm mạnh vào đầu của cá sấu. Lần này đã dọa cô ấy đủ sợ rồi. Cô ấy cẩn thận quan sát. Mặc dù cá sấu không bỏ đi, nhưng nó cũng không ở đó mãi. Cô ấy sợ đến nước mắt chảy không ngừng, lập tức cầm máu cho chân của mình. Lúc này cơn bão càng lúc càng mạnh. Người bố vất vả bò lên, nói với cô ấy hình như cá sấu biến mất rồi. Và rồi lúc này điện thoại reo lên, cô ấy muốn qua nhập để tìm người đến cứu. Bố nói với cô ấy, con phải cẩn thận. Cô ấy cẩn thận quan sát động tĩnh của cá sấu. May mà thành công lấy được điện thoại. Nhưng khi vừa mới gọi được điện thoại, cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên cá sấu đã bắt đầu muốn ăn. Cô ấy nhanh bò về phía bố, nhưng vẫn chậm một bước, bị kéo lại quăng tới quăng lui. Sau khi quăng tới quăng lui, cá sấu cuối cùng cũng thả ra. Mà không chỉ có một con, bố không ngừng gọi tên của cô ấy. Cô ấy nhanh trí chụp đầu cá sấu, cho mày cắn. Nhưng một con khác lại đến chi viện. Cô ấy chỉ có thể chui qua dây điện đi ngang qua cá sấu. Nó không hề sóc điện thoại. May mà cô ấy không bị cuốn lấy, còn dùng tua vít đâm mạnh vào đầu của cá sấu. Lần này đã dọa cô ấy đủ sợ rồi. Cô ấy cẩn thận quan sát. Mặc dù cá sấu không bỏ đi, nhưng nó cũng không ở đó mãi. Cô ấy sợ đến nước mắt chảy không ngừng, lập tức cầm máu cho chân của mình. Lúc này cơn bão càng lúc càng mạnh. Người bố vất vả bò lên, nói với cô ấy hình như cá sấu biến mất rồi. Và rồi lúc này điện thoại reo lên, cô ấy muốn qua nhập để tìm người đến cứu. Bố nói với cô ấy, con phải cẩn thận. Cô ấy cẩn thận quan sát động tĩnh của cá sấu. May mà thành công lấy được điện thoại. Nhưng khi vừa mới gọi được điện thoại, cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên cá sấu đã bắt đầu muốn ăn. Cô ấy nhanh bò về phía bố, nhưng vẫn chậm một bước, bị kéo lại quăng tới quăng lui. Sau khi quăng tới quăng lui, cá sấu cuối cùng cũng thả ra. Mà không chỉ có một con, bố không ngừng gọi tên của cô ấy. Cô ấy nhanh trí chụp đầu cá sấu, cho mày cắn. Nhưng một con khác lại đến chi viện. Cô ấy chỉ có thể chui qua dây điện đi ngang qua cá sấu. Nó không hề sóc điện thoại. May mà cô ấy không bị cuốn lấy, còn dùng tua vít đâm mạnh vào đầu của cá sấu. Lần này đã dọa cô ấy đủ sợ rồi. Cô ấy cẩn thận quan sát. Mặc dù cá sấu không bỏ đi, nhưng nó cũng không ở đó mãi. Cô ấy sợ đến nước mắt chảy không ngừng, lập tức cầm máu cho chân của mình. Lúc này cơn bão càng lúc càng mạnh. Người bố vất vả bò lên, nói với cô ấy hình như cá sấu biến mất rồi. Và rồi